Cô gái này vì muốn được gặp bạn trai, lần nào cũng phải trang điểm giống hệt một bà già. Bởi vì bạn trai cô là một người nổi tiếng, nếu trang điểm như thế này thì chắc chắn sẽ chẳng ai nhận ra. Nhưng lúc ấy, cô vẫn bị bảo vệ chặn lại. Ông ta bất ngờ cười lớn, ôi chao, hình như cả tháng trời vẫn chưa gặp lại bà. Có điều hôm nay có chút kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nào vậy? Kỳ lạ ở chỗ bà rất đáng yêu. Daza đang định bỏ đi, bảo vệ lại gọi cô lại, sau đó lấy từ túi áo một chai dầu hoa hồng tặng cho cô. Nếu như cô bị thương ở đâu, thì tim tôi còn đau gấp vạn ý. Vừa nhìn đã biết ông ta là người tâm lý. Daza lén lút vào nhà bạn trai, chính vào lúc cô đang nóng lòng chờ anh về, phát hiện anh ta đang xuất hiện trên TV. Hơn nữa còn được nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất năm, Daza vui đến nỗi tay chân luống cuống. Cuộc tình kéo dài 7 năm này cuối cùng cũng hái được trái ngọt, bạn trai cô cảm ơn tất cả mọi người có mặt ở đây, nhưng lại không hề nhắc đến cô. Cảm ơn chú chó Puppy của tôi. Rất cảm ơn Puppy nhé. Cú sốc này đến quá là bất ngờ. Daza vô cùng thất vọng, con chó có vẻ vô cùng đắc ý, hơn nữa còn bắt nạt cô. Sau khi buổi lễ kết thúc, bạn trai nhận được lời chúc của Daza, nhưng anh ta lấy lý do bận nên tắt máy. Daza lau nước mắt, tự an ủi mình, sau đó nhắn tin chúc mừng bạn trai, nhưng anh ta chỉ đọc qua, sau đó còn thở dài một cái. Daza ở nhà bỗng nhận ra dạo này anh ta rất lạnh nhạt với mình, lẽ nào sau khi nổi tiếng, anh ta thật sự lật mặt sao? Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng chuông cửa, vội vã trốn vào nhà vệ sinh. Thì ra bạn trai đưa theo bạn về nhà ăn mừng, Daza bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh căn bản không ra được. Khi ấy anh ta gọi điện đến, đúng lúc điện thoại lại bị hỏng, không nghe được. Mà khi ấy lại có người muốn vào nhà vệ sinh. Daza vội vàng chặn cửa lại, người đàn ông mở mãi cũng không được. Gọi đầu chọc đến giúp. Cánh cửa vẫn đứng im, cả nhóm người xuống vào nhưng vẫn không mở được, đúng lúc bạn trai xuất hiện. Nhà vệ sinh đâu có khóa cửa. Khi ấy, Daza nhìn thấy mặt nạ ở bên cạnh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, tưởng là nhân viên dọn vệ sinh, bên cạnh còn có một chiếc quần lót, nhưng khi ấy chiếc mặt nạ rơi xuống đất. Phóng viên quay sang hỏi bạn trai có quen cô gái này không, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Bạn trai cô nói rằng, Daza là người cuồng theo dõi, anh ta cũng thật là ích kỷ, chỉ quan tâm đến danh tiếng của bản thân mà đổ oan cho bạn gái. Daza bị đưa đến đồn cảnh sát, cả quá trình cô chỉ biết ngồi khóc, tình cảm dành cho anh ta đằng đẵng 7 năm trời. Cứ như vậy mà tan thành mây khói, đối diện với anh bạn trai ích kỷ như vậy, cô sẽ từ bỏ mối quan hệ này ư? Cậu bạn trai vì nghĩ đến sự nghiệp của mình, đã vu cáo cho bạn gái, cô ta là kẻ cuồng theo dõi. Khi Daza bước ra từ đồn cảnh sát, bạn trai còn định đưa cô về nhà. Chúng ta kết thúc ở đây đi. Em nói là chia tay. Mối tình này đối với Daza mà nói quá là đau khổ rồi, cô đã đứng sau ủng hộ anh 7 năm trời. Nhưng chỉ nhận được kết quả như thế này, hơn nữa anh ta không có ý định níu kéo cô, cuộc tình cứ như vậy mà đi đến hồi kết. Daza ném đi thứ tình cảm và thanh xuân của mình. Ngồi trong căn phòng trống trải, chỉ có tiếng khóc đau khổ của cô vang lên. Ngày hôm sau bỗng có một anh shipper gọi cửa, khả năng là đối với những cô gái vừa thất tình, không có gì vui hơn là thỏa thích mua sắm, hơn nữa còn là món hàng vô cùng lớn. Khi Daza mở cánh cửa sắt kia ra, robot không ngờ lại giống thật đến thế. Daza ngơ ngác chìa tay ra mò sớ, ôi cái cảm giác này. Bỗng nhiên robot đổ vào người cô. Nụ hôn đầu của Daza lại là dành cho robot, cái này cũng thật kỳ lạ. Đợi đã, đằng sau cô là thứ gì đây? Đèn bỗng dưng bật sáng cả căn phòng, Daza bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên. Xin chào, bạn gái của tôi. Còn biết nói chuyện sao? Robot chậm chậm tiến lại chỗ Daza, dọa cô sợ không dám động đậy. Nhưng robot chỉ nhẹ nhàng vén tóc cô lên, chạm vào vết thương trên trán cô, Daza sợ hãi bỏ chạy. Trên đường về nhà, Daza vẫn còn nhớ đến anh bạn trai nổi tiếng của mình, tình cảm 7 năm trời. Này bạn gái. Daza hoang mang xuống xe xem tình hình, quả này thì xong rồi, tay bị chật khớp đến nỗi cứng đờ ra. Làm thế nào đây? Daza bẻ ngược lại, áp tai xuống ngực nghe thử xem sao. Nhịp tim cũng chẳng còn. Giữa nơi đồng không mông quạnh lấy đâu ra người giúp chứ? Daza vội vàng lái xe đưa robot đến bệnh viện. Robot bỗng nhiên tỉnh lại, cô còn tưởng rằng là anh chạy vào chiếc hòm robot. Đợi tôi chút nhé. Tôi sẽ lập tức đưa anh đến bệnh viện. Vâng.
Daza giật mình không giữ vững vô lăng, chiếc xe mất phương hướng. Sau đó Daza tỉnh dậy ở bệnh viện, bác sĩ nói là người đàn ông này đã ở bên cô suốt quá trình ấy, mà anh ta luôn miệng nhận cô là bạn gái bởi vì cô đã hôn mình. Daza không thể tin nổi, lẽ nào cô phải chịu trách nhiệm với anh sao? Không phải, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Bạn gái chỉ cần ở bên cạnh tôi là được rồi. Liệu Daza có chấp nhận một người máy không? Chúng ta cùng đón xem tập tiếp theo nhé!